Hello mọi người, coi video mình nhớ bấm subscribe nha. Bây giờ mình nói về nước Trung Quốc đang ăn mấy con baby với đồ, rồi nó nấu súp với đồ, nước nhà hàng mà bị tán loạn, bị mà không biết sao bị gì nữa, mà bây giờ cũng đang bị cảnh sát rồi bắt mấy người đó, mà có thể không biết sao nữa, mà chúng biết bắt được hết không nữa, mà bắt đa số với đại hàng nha, là Taiwanese. Nó ăn bay, nó cũng ăn con nít nữa, có thể ăn baby chứ, mà có thể hiếp dâm mà nó ăn làm sao thì nó không biết, mà mấy đứa cũng bự lắm, với đồ nó ăn đồ nó không biết nữa. Tin tức nó nói là mấy người này nó ăn ăn baby, mà những cái nhà hàng nó bị tán loạn rồi, mà tại sao người ta có power, có nội lực mà không chịu nói như này nói kia nọ, mà sao tự nhiên bị tán loạn bán đồ ăn baby người vậy, rất là mỹ quái đồ, nghĩa là bởi vì chờ mới là tức tức giận lên ngập tùm lum. Có thể người ta nói đúng thiệt, chỗ nào mà ác quá thì cũng ngập, mà cũng nhiều chỗ ác mà chờ cũng ngập không biết nữa sao. Mà bây giờ đó thì mấy tụi nó bị bắt rồi, đa số như không biết bị bắt hết không nữa. Ok, vậy thôi, cảm ơn nha. Nhớ bấm subscribe mình.